Thưa quý vị, thưa các bạn, từ lâu chè Thái Nguyên đã trở thành thương hiệu không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn trên cả thế giới. Chè được trồng với diện tích lớn ở Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ. Phát huy lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù, những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao giá trị gia tăng, phát triển thương hiệu, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích, năng suất, sản lượng, khẳng định vị thế đệ nhất danh chè. Chè Thái Nguyên là một trong những đặc sản nổi tiếng và rất đỗi thân quen với mỗi người dân Việt Nam. Khác với trước đây, doanh nghiệp chế biến tiêu thụ chè thường đẩy mạnh xuất khẩu với sản lượng lớn, thì khoảng 3 năm trở lại đây, doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền, thiết bị hiện đại để sản xuất sản phẩm chè phục vụ thị trường nội địa, tập trung phát triển thị trường trong nước thông qua hệ thống các siêu thị lớn như Big C, Hapromart, Coopmart và các nhà phân phối lớn về ngành hàng thực phẩm đồ uống. Chúng tôi cũng đang phát triển theo hướng là tuyên truyền vận động cho bà con là đang sản xuất chè Việt Gáp thì sẽ chuyển sang sản xuất chè hữu cơ để mình nâng cao cái chất lượng cũng như là giá trị, rồi tạo cái môi trường sống cho bà con nhân dân. Từ đó thì sẽ kết hợp với lại cái sản phẩm là mình làm sản phẩm theo chuỗi giá trị để nâng cao cái giá trị và kết hợp với lại du lịch trải nghiệm nông nghiệp nông thôn để phát triển sản phẩm. Hướng về thị trường tiêu thụ trong nước 100 triệu dân, năm nay doanh nghiệp này cho ra đời sản phẩm trà mới được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Đây là những sản phẩm được khai thác từ nguồn nguyên liệu sạch đạt chuẩn và canh tác theo hướng sinh học, thuận tự nhiên, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài xuất khẩu, định hướng của doanh nghiệp sẽ dành một nửa sản lượng để phủ rộng thị trường trong nước. 2 năm vừa rồi là chúng tôi có đầu tư rất là nhiều cho thị trường nội địa. Chúng tôi tham gia vào các chương trình hội chợ cũng như là xúc tiến thương mại của các bộ ban ngành để giới thiệu quảng bá sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng được dễ nhất và thuận tiện nhất. Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất chè tại Thái Nguyên không có diện tích đất trồng nguyên liệu riêng mà phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ phía các hộ gia đình. Vì vậy, để đảm bảo được thương hiệu chè của mình, đòi hỏi phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với những người trồng chè. Để cho cái thương hiệu chè Thái Nguyên được nâng cao hơn nữa ấy, thì theo chúng tôi suy nghĩ nó cần 3 yếu tố. Thứ nhất là đối với người sản xuất, thì người sản xuất ấy là phải đưa ra thị trường cái sản phẩm đồng đều, đảm bảo chất lượng. Thế còn về phía những người quản lý thì ngoài cái việc cái là hỗ trợ tuyên truyền quảng bá sản phẩm thì cũng phải tăng cường các biện pháp quản lý. Thế còn về phía người tiêu dùng thì cũng cần phải thông thái. Thứ nhất là lựa chọn sản phẩm đúng nguồn gốc. Xác định cây chè là cây trồng thế mạnh chủ lực của địa phương, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đầu tư phát triển loại cây này theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh, hướng tới xây dựng chè Thái Nguyên thành thương hiệu quốc gia. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, diện tích chè đạt 23.500 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 273.000 tấn, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng chè đạt 350 triệu đồng. Đồng thời tăng cường quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã chè tham gia các cuộc kết nối giao thương, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hướng dẫn các thủ tục về sở hữu trí tuệ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, vân vân. Các sản phẩm chè Thái Nguyên đã được khẳng định trên thị trường trong nước, có triển vọng mở ra thị trường thế giới, góp phần tích cực vào xóa đói, giảm nghèo, làm giàu, xây dựng nông thôn mới, phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững ở địa phương.